đây nó còn cái tem. Còn đuôi tem của lô máy này là đầu đuôi. Đầu đuôi là tem luôn. Trên đây nó có cái tem inox. Con máy này thì mình có lợi xích mới hoàn toàn các bạn nhé. Lợi xích mới hoàn toàn, máy còn rất đẹp. Nhược điểm của con này, máy này cái điểm trừ của nó là đây mọi người thấy trên cái phần ốp và giật này nó thiếu một cái tem. Nhưng không quan trọng, thì nếu mọi người mua nhanh thì mình có thể bán cho mọi người bớt ngay cho mọi người 100.000. Vì cái lý do là máy nó thiếu một cái tem. Con máy này cực kỳ đẹp, lốc đẹp này, mọi người thấy lốc rất là đẹp luôn. Bình xăng lớn đẹp, dàn áo đẹp, tay thắng ok luôn. Hoạt động hoàn hảo anh em nhé, hoạt động hoàn hảo. Con máy này có một cái lam tin của máy thì nó là lam nhông. Con máy này nó có dung tích xi lanh là 50.2cc. Dừng dành riêng cho anh em đi khai thác hoặc anh em xài gia đình nếu có điều kiện. Anh em mua dòng này thì cực kỳ bền, cực kỳ bốc, cực kỳ mạnh rồi. Dòng này nó dành chuyên cho anh em đi khai thác. Nếu anh em về cắt củi bằng cái dòng này thì nó rất là ok, cực kỳ ok luôn. Anh em đi khai thác keo cực kỳ ok. Đây là cái tem này, tem đuôi này. Đấy, trên lốc máy tay cầm và trên đây nó là một cái tem Suzuki trùng nhau anh em nhé. Mình cam kết mọi người là máy zin. Trên dây giật đây nó có một cái hệ thống lò xo giảm giật rất là êm, và khi mọi người tắt máy thì nó sẽ giảm giật vào. Và trên đỉnh của nó có một cái nút giả áp, trên đỉnh có một cái nút giả áp mọi người nhé. Nhớt hoàn toàn zin hết, mình cam kết là máy zin cho mọi người nhé. Con máy này thì cái hệ thống tay của nó thì nó bằng tay sách, nó bằng nhựa. Đây là phần ốc chỉ garanti và HL này là nhựa này, hoàn toàn zin. Bên mình có bán rất là nhiều, như ở đầu video phần bãi đã cho mọi người thấy cái vài cái con máy vừa mới dọn xong. Thì tiếp theo video này thì đấy, đây là sợi zin mọi người, sợi zin sợi zin mới hoàn toàn luôn. Tiếp theo video này sẽ giới thiệu cho mọi người nhiều cái video khác của những con máy khác, và mọi người có thể vui lòng đăng ký kênh và like video giúp cho bạn. Nếu có ý kiến gì mọi người hãy để lại một bình luận. Số điện thoại 0941797478. Và có thể số điện thoại trên màn hình nhé. Ok, mọi người có nhu cầu hãy liên hệ với số điện thoại toàn máy bãi để trên màn hình nhé. Mọi người vui lòng like và đăng ký kênh giúp toàn máy bãi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn anh em nhé.